anh em hung tàn. Những gì mà anh đang có phải là của tôi mới đúng anh ta trai. Em chỉ là một đứa hay so đó. Trong lòng em chỉ có hận thù. Lời nguyền truyền kiếp, đời đời kiếp kiếp ta nguyện không yêu người đàn ông này nữa. Có thể hóa giải bằng sức mạnh tình yêu. Con sẽ làm cho Aesir quay lại yêu con và hóa giải lời nguyền đó. Đón xem Cô Dâu của Thần Rắn lúc 20 giờ thứ hai đến thứ bảy, bắt đầu từ 14 tháng 2 2024 trên Today TV.